thì mình cũng coi anh Giang như là anh trai thôi. Ok anh trai. Ok boy. Anh trai đúng không anh trai? Hey hey, bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ặc xong? Úi giời, đừng lo, đã có sách hỏi tv.com tài trợ đây rồi. Ngại gì với giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Sau có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chủ nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chân trai gì nữa, hãy truy cập ngay sách hỏi tv.com nha. Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Thọ TV và mình là Thọ đây. Và lý do tại sao mọi người thấy mình không một mất thì vẫn nói chuyện được với anh Liên Ca thì đơn giản là hai tụi mình ngồi chung với nhau. Wow. Nên là nói chuyện một máy, đúng không? Ừ, đúng rồi. Máy. Hello. Hello. Hello, xin chào đồ. Lao. Ê, với tụi lao. Ừ, thì mọi người ơi, mình thì Thọ không có đeo tai nghe, chỉ có mình anh Giang đeo tai nghe thôi. Nên là nếu mà nói không rõ quá, mọi người nhớ bật max volume lên nha. Ok, ok. Với lại hôm nay mình với lại anh Giang vào đây để mà giải thích tất cả mọi người biết luôn. Là có rất là nhiều bạn bảo là Thọ và anh Giang quay chỉ vì content thôi hả? Mình khẳng định luôn nha. Là... Nói ra đi anh. Miếu nha. Nói đàng hoàng. Không phải content nha. Đó, nó tóm lại là hai mình quay là không phải là content nha. Hai mình kiểu như là trôn thiệt luôn. Và vài bạn bảo là chỉ diễn thôi, chỉ quay content thôi. Mà tụi bay tin quá vậy thì nhiều. Nó hiện mọi người luôn là ví dụ như là một idol đi, thì 10 người ghét cũng phải có 9 người 10... Ủa phải không? Ủa, 10 người thích chứ? 10 người thích cũng phải có 9 người ghét chứ. Nó tóm là vậy á. Ủa đúng không? nó tóm là vậy á. Mày không chịu với em đâu. Sao có đi chim? Em quên em bé rồi. Với lại anh im lặng coi. Với lại mình thật sự là mình với anh Giang thì cũng đang crush nhau thiệt. Với anh Giang thì cũng đang crush nhau thiệt. Thì hiện tại là vẫn chưa. Nó dốc mình chó. Thì vẫn chưa là trở thành người yêu với nhau. Và vài bạn bảo là bởi gì nữa ta? Mình nhớ mà đọc comment là giờ sao chị này suốt ngày cứ quay trà xanh các kiểu. Trời ơi, không biết thì đừng nói, mà nếu biết thì không biết thì dự cột mà nghe, biết thì nói, không biết thì thôi nha. Nghĩ sao trà xanh dạy cái content mà quay với như là hiện tại là mình không hề biết đó là content luôn. Như với lại anh Giang thì hai người này nè, hai người hai ông quốc nội này nè, bày mưu tính kế. Bạn có tính kế rồi, con Như nó cũng rảnh lắm thì tạo cái ạc mới để mà giả giọng các kiểu. Lúc mọi người bình luận bảo là giọng Như thì mình có hỏi trực tiếp nó thì nó bảo không phải. Giọng lỡ giọng giống nhau rồi sao? Đó, anh cũng hay quá. Tự nhiên cái bày cái ba cái trỏ ra tròn thì mọi người nói là diễn còn tem với nhau kìa. Ủa thì giọng giống rồi, lỡ người này người kia giọng giống nhau thì trời. Tùy anh. Nhưng mà thì dù sao thì cảm ơn mọi người cũng đã góp ý. Và hiện tại là mình với lại anh Giang thì nó tóm lại là kiểu thân thân với nhau ấy. Nên là cũng có mình cũng có hơi lớn tiếng, hoặc là anh Giang cũng có hơi lớn tiếng, thì mong mọi người qua. Tại vì hai mình cũng là quen với nhau rồi. Quánh luôn chứ bỏ qua gì. Quánh luôn chứ bỏ qua gì. Và cho mày một phát bây giờ. Thì nó tóm lại là này kia đó. Thì mình cũng nghĩ anh lộn đi. Mà anh suốt ngày cũng có lộn hoài à. Mình thì mình cũng coi anh Giang như là anh trai thôi. Ok anh trai. Ok boy. Anh trai đúng không anh trai? Đúng rồi. Nếu mà mình quay cái clip này xong thì mọi người comment chắc chắn là một số bạn sẽ comment bảo là sao chị không quay vlog luôn đi mà chị quay game làm gì vậy. Là tại vì chỉ là không tiện á mọi người, không tiện á, nên là từ quay vlog cho mọi người. Không tiện là hai mình không thể nào quay vlog kiểu gì này kia đó. Nó tóm lại là ngồi kế nhau thì chơi game chung với nhau, rồi thẳng quay clip chung với nhau đó là chuyện bình thường mọi người. Xin lỗi mọi người vì không quay vlog nha. Nhưng mà thề luôn, mỗi lần quay vlog là fan tôi dìm. Trời ơi là trời. Ta kêu dìm quá chơi thôi. Mỏi quá anh em coi. Dìm miết luôn ấy. Ta nói đúng thôi chứ. Giết cả mình mệt mỏi, mấy fan của mình ghê luôn á trời. Ủa mà anh đi đâu vậy? Ủa ta lên kho, ta lướt đồ. Ủa mắc gì không đó em? Ủa mắc gì không nhìn anh. Ai kêu đó em.
da. Rồi tao nói chuyện nha. Thì thôi bỏ qua đi mọi người ơi. Thì mình khẳng định cho mọi người thì này kia đó. Thì nó tóm lại là mình với anh Giang không chỉ phải là anh em thôi. Anh em hả? Hồi nãy em mới nói mà. Em nói giỡn. Ôi anh nói giỡn. Mạnh quá à. Thì nó tóm lại là hai tụi mình không phải là quay content với nhau. Đúng, là quay content đó. Là còn rất với nhau thiệt luôn. Nhưng mà đợi thời gian chín mùi thì hai tụi mình sẽ quen nhau. Mà hiện tại là hai mình chưa có thể nào quen nhau được. Thì tụi mình đâu quay content đâu. Mà nó là content đó. Điên cái gì vậy trời. Anh bớt đi anh ơi. Với lại dạo này thì mọi người bảo là để... A few moments later. Ê cái đập thiệt kìa. Mọi người chết mẹ rồi nè. Cái đó thiệt á. Dạ dạ. Anh nói anh kỳ ghê. Ủa cái đó thiệt. Da đau tay quá à. Hay là quyết được cái đó. Mở anh nghe á. Mẹ quá nổng đau tay luôn mọi người. Phải chuẩn thật. Anh đâu biết được cái đó. Thôi anh bớt đi. Dạ đau tay quá. Chật tay rồi. Quánh anh sưng tay rồi nè. Anh đâu biết có đặt đâu. Nói ở đây nè. Vui quá. Chưa kịp nói hôm nay nó tới đâu quên bạn nó rồi nè. Nãy nó tới đâu em quên rồi. Anh đâu nhớ. Phá không à. Chỗ người ta nói. Thề luôn á mọi người. Mình chán lắm. Thật sự là mình cũng chán lắm. Nên là mình cố kìm nén cảm xúc lại. Và không cần cảm ơn. Mua em ba lô ba đi hết ba lô rồi. À với lại mua giùm đây. Mua giùm. Dạo này thì mọi người bảo là mình là tại sao dạo này chị hỏi dữ quá, chị hỏi giang hồ quá đó. Lý do tại sao mình giang hồ, lý do tại sao mình dữ đó. Đây hồi nãy mọi người cũng chứng kiến rồi đúng không? Mọi người cũng đã chứng kiến rồi đúng không? Thì vài bạn có bảo là sao chị suốt ngày cứ cho anh Giang Hoài dạy, và cứ kiểu như là lớn tiếng với ảnh Hoài vậy. Kêu chưa đây nè. Nên là mình vô lấy đi. Nên là anh để cho em có đi, rồi con kia đi. Anh nói là cũ rồi vậy à? Anh để dạ, em quấn anh đau tay quá à. Kêu quấn chi để mệt máy bên kia em đó kìa. Thôi nói tóm lại là mình với lại anh Giang không phải là content với nhau. Là mình khẳng định là lần cuối không phải là quay content với nhau nha. Với lại nếu mà mình có diễn này kia thì mình sẽ quay một cái camera. Mình sẽ bảo là vì hôm nay mình sẽ cho anh Giang cái kiểu và mình sẽ diễn cái kiểu. Chứ cái nào mấy bạn nói mình diễn này kia thì thiệt thề luôn. Một bộ phim ít nhất phải có diễn viên và kết cục phim khán giả mới coi. Ok nha, nói tới đây hiểu chưa? Ok nha. Thì nếu mà mình có diễn á thì mình diễn cho mấy bé fan mình coi, chứ không phải là mình không khi không cái mình diễn cho anti coi rồi xong cứ vào sân si các kiểu. Thiệt luôn là nếu mà vào ngày này thì mấy bạn mà ở ngoài mà cứ cào phím á, nếu mà vào ngày này thì sẽ hiểu được là mấy bạn trong cái nghề mà YouTube như này sẽ như thế nào nha. Ok hiểu không? Nghề này là chắc chắn là không có anti ban rồi. Ok nha, mình thật không sự là thì nhiều, không nhiều thì ít. Nên là mình với Giang nếu mà ai kiểu như là có thiện cảm á, thật sự là ai thích ai mến tụi mình thì ok, tụi mình mến lại và đối xử nhẹ nhàng lịch sự với họ lại. Mà kiểu những ai mà mất dạy á, nói thiệt luôn, hồi đó mình hiền, giờ mình giữ những ai mà mất dạy mình không muốn để qua đâu, không thể bỏ qua luôn á. Một khi đã đụng đến fan mình hoặc là công việc của mình hoặc là đụng đến tên tuổi của mình là ok, mình không hề bỏ qua nha, hiểu không anh? Ủa nãy giờ chưa có kêu nào luôn ạ. Vô quýnh ngoài đau chết. Ok thì video đến đây thì mình cũng đã giải thích cho tất cả mọi người rồi. Bạn nào hiểu không hiểu thì hiểu nha. Cảm ơn mọi người đã cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thỏ và Giang trong suốt thời gian qua. Nếu mà mọi người đang hóng hai tụi mình quen nhau thì bấm like, share và chia sẻ cho mình nha. Và nếu mà hai mình quen nhau thì thời gian sắp tới thì chắc cũng gần tới rồi đó. Nên là mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi Thỏ với Giang hàng ngày nha, để xem hai mình có quen nhau thật không nha. Ok mọi người, cảm ơn mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye.
Mới trưa mà. Ủa dạ, chúc mừng ngủ trưa.